những người đẹp của Sài Gòn mới về đâu quý vị. Vỗ tay nha quý vị. Đông đông. Ai đi nhỉ? Giúp vui văn nghệ nha cưng. Ở đâu mới về nè? Dạ Sài Gòn quý vị ơi. Sài Gòn mà sao giống mà bên Campuchia quý vị? Dạ em là con Lai. Ai? Lai Mỹ Đen. Vâng, lời đầu tiên tôi được xin lễ thay mặt cho tên quý vị đế chủ Hồ Phương. Tôi đã chào với toàn thể quý vị nơi đây là chúc sức khỏe. Để chào trân trọng nhất ạ. Rồi, chị Nhi hát đi. Rồi, 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 r
thì thời gian có hạn và thiếu ban lãnh đạo trước hết thì cũng thời hạn rất là ít, cho nên là mong quý vị thông cảm. Hẹn gặp lại quý vị vào 6:30 ngày nay tại nhà nghỉ Grand K nha quý vị nha. Vì vậy là sẽ tiếp tục phục vụ quý vị thêm một đêm nữa vào ngày mai và lúc 18:30 nha quý vị nha tại nhà nghỉ Grand K. Xin chào bạn, còn lại xin chúc tất cả quý vị một tối thật là ngon nhất. Nên tôi chỉ cần vì cảm giác đây là hết, vì mình đã hết chung và kết thúc chương trình. Kết thúc chương trình vì cảm giác đây là hết. Bây giờ là chương trình cuối, là chương trình ra biển nha, bắt đầu làm ra biển.